Chào mừng bạn đã đến với video của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra giao diện mẫu cho website sử dụng giao diện My Theme Shop. Trước tiên bạn hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn và bạn kích vào phần thiết kế và chọn một giao diện mà bạn thấy phù hợp nhất với cái nhu cầu của bạn. Trong kho giao diện này, bạn hãy chọn đến một giao diện mà có đuôi là By My Theme Shop. Ví dụ, ở đây tôi sẽ chọn một giao diện là Essence by My Theme Shop. Hãy kích vào giao diện đó và bấm vào kích hoạt. Sau khi đã kích hoạt giao diện, bạn hãy kích vào thông tin về giao diện. Ở đây bạn hãy kích vào phần Theme Option. Trong giao diện cài đặt của My Theme Shop, bạn hãy kéo xuống cuối cùng phần Import Export. Như giao diện mà tôi vừa chọn đây đang có tầm gần 10 mẫu demo. Bạn có thể chọn một cái mẫu demo nào phù hợp nhất với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Ví dụ, ở đây tôi có thể xem thử, kích vào View Demo để xem thử một mẫu giao diện. Đây, đây là mẫu giao diện có sẵn. Nếu như bạn thích mẫu giao diện này, hoặc là bạn xem một mẫu giao diện khác mà bạn thích nó, bạn có thể quay trở lại phần Import và kích vào phần Import Demo. Thì ở đây có 3 nút Import Demo. Nút thứ nhất là bạn chỉ import cái phần cài đặt ở trong My Theme Shop này, nghĩa là phần các phần như size 3 bạn sẽ giữ nguyên. Phần thứ hai là Import Theme Option và Widget. Thì cái phần này nếu như bạn đã có nội dung bài viết và nội dung của các trang, các hình ảnh thì bạn có thể chọn cái ở giữa này. Còn nếu như bạn là một trang trắng mới bắt đầu từ đầu thì bạn hãy chọn cái ô thứ ba, đó là Import Theme Option Widget and Content. Mình sẽ click vào đây và ấn OK. Bạn hãy đợi một chút. Hệ thống đang up những cái bài mẫu lên cho bạn. Sau khi hệ thống báo Importing Process Finished, nghĩa là đã import thành công, bạn hãy click vào phần OK để hoàn tất. Như vậy là bạn đã có giao diện mặc định cho website của bạn. Bạn có thể kích vào cái hình ngôi nhà phía trên này và kích vào xem trang để xem cái trang bạn đã vừa import. Đây là giao diện bạn vừa import xong. Giao diện giống y hệt như cái giao diện là lúc mình xem trước. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa các bài viết, chỉnh sửa thêm một số phần ở giao diện sao cho nó cá nhân hóa thành giao diện của mình. Chúc bạn thành công.